bữa dâu tầm nửa dâu Đà Lạt, chị bỏ cho em một miếng đào rồi gấp một miếng ổi với lại lấy một miếng nho cho em một miếng xá lì với lại bỏ thêm một miếng thơm vô. Ê trời ơi. Đúng rồi. Chú có ai mua cho bà ngoại bà nội không ta? Có nên mua không ta? Chắc không nên đâu ha. Thôi, bất hiếu, bất dạ. Rồi. Mẹ. Bây giờ trước khi uống là con phải làm gì? Mọi người uống. Đúng rồi. Thì mọi người uống rồi xong mình tới mình uống. Sao? Review đi, cảm giác sao? Thấy cái hũ kẹo sao? Tôi dễ thương. Ok không? Ok. Giống hồi sau hồi đó ăn không? Hủy cả. Đâu bây giờ hai đứa con chào coi. Rồi. Hello đây. Mọi người đã đây. Hồi bạn đừng làm lại nha, hai đứa làm đều nha. Hello mọi người đã đây. Hủy cả. Rồi sao nữa? Nay mình sẽ đi khu trò chơi chưa? Anh rồi, đây, đây, để mẹ làm một lần. Mấy mốt hai đứa con tự làm nha nè. Nè bây giờ mấy miêu với mấy miêu giờ mẹ làm, mấy mốt hai đứa tự làm nha. Mình quậy bánh nấc. Vâng, và để nói đầu tiên xin cho Vanessa Vũ Thu Phương và bé Min và bé Miu gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thì hôm nay Vanessa Vũ Thu Phương sẽ được dịp dẫn bé Min với lại bé Miu đi đại náo chợ Hoa Hồ Thi Kỷ với giá là 500.000 đồng. Là mình sẽ ăn được gì đây? 500.000 đồng đây đó. Bây giờ là em sẽ dẫn hai thần đồng nhí đi khám phá chợ Hoa Hồ Thi Kỷ nha. Bây giờ đi theo mẹ kìa, ba kìa. À, đâu bà đâu. Ủa? Ông ngoại con nè. Trời ơi, thấy ghê trời. Một chút ông ngoại nè, ông ngoại đánh nè. Rồi bây giờ mọi người đi theo chân em với lại bé Miên với lại uống chè dâu không? Bây giờ ba mẹ con mình uống chè dâu vừa đi rồi cầm vừa đi vừa mút. Rồi thèm gì ăn rồi mua tiếp vô. Đi vô cà khịa cô đi. Chị ơi, cho em hỏi là đây bán nước dâu mà dâu gì vậy chị? Dâu tây với dâu tằm hả? Bây giờ hai bé nhỏ em muốn uống dâu Đà Lạt chị có không? Dâu Đà Lạt mà bỏ con lạc đà luôn. Có gì con? Bên xin linh luôn. À đúng rồi, xỉ còn xuất sao mà có hổ mê già hàm biến chi liền á. Biến chi liền đúng không? Bây giờ cô uống gì nói lại cho cô nghe nè. Chà dâu, chà dâu. Biến chi liền. Biến chi linh. À, biến chi liền là gì biết không? Biết kem. À cái này chà dâu mà vô hỏi kem. Mày xưa giờ có bị đánh chưa? Rồi nói chứ lấy cho em một ly dâu đi, nửa dâu tầm, nửa dâu Đà Lạt. Chị bỏ cho em một miếng đào rồi gấp một miếng ổi với lại lấy một miếng nho cho em một miếng xá lì với lại bỏ thêm một miếng thơm vô. Thôi giờ nói chậm chậm. Ê trời ơi. Đúng rồi. Cô đó cô hỏi là ba mẹ con mình có thuốc chống sổ chưa? Rồi. Tối tầm 7 tầm 7. Tầm 7 tầm 7. Thôi bây giờ cô uống gì nè? Bé Miên với bé Miên uống gì? Uống dâu này hay? Dâu. Rồi lấy cho em hai ly dâu này. Cái sạp đầu tiên là em sẽ ghé chị trà sữa Rikoro Hamayaha Samalayaha Yamaha Biladen. Đúng không mẹ đọc đúng không nè? Con đọc đây cho mẹ nè. Trà sữa Biko Gochono Wigasamala Bida Wilen Cao. Con đọc cả Bình Dương chứ cô. Đâu bây giờ con đọc rồi nè. Trà sữa Bình Dương. Đánh dần đi. Ê chú cái gì đẹp trai quá kìa, chú kia kìa xăm hình kìa. Làm ba con được không? Rồi. Bây giờ mẹ môn rồi, mẹ môn chú đó rồi sao? Không có được. Con nói chú là con thích mẹ. Đào 4 ly bao nhiêu nhiêu? 4 ly 80 là 20 ngàn một ly nha mọi người nha. Đó giá rất là bình dân và hữu nghị và ok. Đây chị bán hàng đây. Đó bà đẹp, đẹp hơn tôi là tôi ghét rồi đó thiệt á. Tôi ghét ơi, đẹp hơn tôi ghê á. Ok, chỗ mẹ miền là một chút tôi nổ đó nha. Đây, quen muốn là dâu tầm nha mọi người. Đây dâu tầm là sẽ có dâu với lại mấy trái dâu tầm. Tao đau. Tao cái đầu. Cứ chơi trò chơi. Ngon quá. Chua chua ngọt ngọt. Mình chơi trò chơi sao? Chua ngọt ngọt nè. Ngon quá à. Ngon ghê. Đã quá. Chú có ai mua cho bà ngoại bà nội không ta? Có nên mua không ta? Chắc không nên đâu ha. Thôi, bất hiếu. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Ê. Mời mọi người chưa? Em mời mọi người uống trà dâu. Mẹ mốt bạn phải nhớ mời mọi người nha. Không mời mọi người, thôi nó được rồi. Mẹ nhắc con mà mẹ cũng quên luôn. Mẹ nhắc con mà mẹ quên mời mọi người luôn. Đường Tây Trung còn quá xa. Mình mời mọi người uống. Rồi đúng rồi đó, dễ thương. Ê mọi người chưa uống mà sao con uống?
Ờ, để đi chừng nào mọi người uống rồi con không uống, hiểu không? Ờ, rồi đứng đây mời mọi người đi. Ủa, rồi biết chừng rồi, nào đứng... mọi người uống? Không, ý là bây giờ người lớn dặn là trước khi con uống là con phải mời mọi người. Ờ, thì mọi người uống xong mình mới được uống. Ờ, con cứ để đi chừng nào mọi người uống thì con hãy uống. Hiểu không? Con hiểu ý mẹ không? Ờ. Để đi chừng nào con có được uống nha mẹ. Bây giờ trước khi uống là con phải làm gì? Mình mời mọi người uống. Đúng rồi, thì mọi người uống rồi xong mình tới mình uống. Ý là mọi người uống chưa? Con thấy mọi người uống chưa? Dạ rồi. Sao sao con biết mọi người uống rồi? Mọi người uống còn cũng đây nha. Mọi người uống còn cũng đây nha. À, vậy là mọi người uống còn gì rồi? Bây giờ con được uống rồi. Thanh thanh thanh. Thanh 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 thanh. Đây cho em gửi tiền đi chiêu. Ăn sao mà thâm tiền? Nếu mà ăn mà thâm tiền là mọi người là hai đứa ở đây rửa chén đó nha, tôi nói trước đó. Rồi bây giờ ăn gì, món gì đầu tiên nè, hai đứa thèm gì? Từ từ đi theo con, đi theo cô, đi theo mẹ. Hello chị. Không biết ăn món gì luôn mẹ. Ở trong em nhiều quá con bị ngợp đúng không? Ý là mình thấy món gì mình cũng hèm đó đúng không? Đó, mấy đứa đi sơ khảo đi một vòng đi. Làm biến ăn rồi. Đó, có phá lấu bò nè, có gỏi nè. Có giống như của chú Hiếu á. Ồ, rồi bánh khoai mỡ nè, bánh căn nè, bánh rán nướng, cà na, bánh trứng cút. Chè bưởi, sushi. Ăn không? Hai đứa ăn sushi không? Ăn không? Biết ăn sushi không? Hai đứa biết ăn sushi không? Đi bí qua đây mua. Ăn không? Hai đứa ăn không? Đi qua đây mua sushi. Rồi sushi hai đứa ăn cái gì? Rồi ăn gì đó đi nè đẹp. Rồi con ăn nào? Có ăn đâu chị. Tới 17. Làm 7 ăn nào chỉ đi. Cái này nè. Cái đó là gì nè? Đây để mẹ ẩm lên. Thôi khỏi 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 khỏi. Rồi đó. Cái này nè. Rồi đây cái đó. Ơi. Cá hồi con lấy mấy cái. Cá hồi lấy mấy cái. Một bán một cái sao anh? Cái này em bán viên từ 5 tới 30, cá hồi là 10. À, bây giờ cá hồi ăn mấy viên? Một viên cá hồi, cái nào nữa? Thôi hai viên đi, cho bé Miên với bé Miêu ăn chung đi. Dạ, cũng được. À, bé Miên với Miêu ăn chung ha. Cũng được. Ờ, à, vậy là thấy hai viên hồi. Dạ. Rồi nào nữa? Rồi, cái đỏ đỏ không? Để cho bé chị hai chị. Cái nào? Cái màu đỏ đỏ đi anh. Thôi, con cứ ăn màu cam. Con để con tự chọn, con không ăn giống chị con đâu để con. Rồi, chọn đi, hai đứa tự chọn đi. Rồng nho gì vậy chú? Rồng nho. Trứng cá con, trứng cá chuồng. Trứng cá chuồng. Đó, hai đứa lựa đi, thích ăn cái nào lựa nha, đừng có sợ tốn tiền nha. Con đâu có sợ. Trứng màu cam. Bữa nay mẹ nhiều tiền lắm. Thôi con trứng màu cam luôn. Hai cái nha. Chỗ nào có ghế mình ngồi. À, đi chỗ nào có ghế ngồi. Đi chỗ nào có ghế mới ngồi hả? Mà không có ghế là mình đứng. Mình đứng được không? Hả, hai đứa đứng được không? Đứng nổi không? Xoài lắc hả? Thèm xoài lắc đó hả? Dạ em đi dẫn hai đứa con em đi nấu lợn à. Bây giờ không có xoài lắc, có bd lắc tụi con ăn không? Trời ơi. Ờ. Xe cà con xích vô. Dạ. Xe con. Xoài lắc hoài, xoài ơ, xoài tắc, xoài lắc. Thích cái nào cũng được hết trơn á. Ờ, thích cái nào nói đi mẹ mua. Tôm hùm Alaska, con muốn ăn cái này. Con muốn ăn tôm hùm Alaska hả? Dạ đúng rồi. Rồi để mẹ về nhà mẹ lấy con tôm của ba nha. Mẹ lấy con tôm của ba mẹ luộc con ăn. Xoài lá. Xoài lá. Hello. Hello. Dẫn hai đứa con đi vòng vòng nè. Hello, có chú đi. Dạ. Em đi sao? Dạ. Đâu xoài lá ở đâu đó bà? Ờ, xoài lá đâu chỉ mẹ coi. Muối gì con? Kẹo tuổi thơ. Kẹo tuổi thơ hả? Dạ. Chuối kìa, hai đứa ăn chuối không? Con đâu có biết ăn chuối đâu. Ủa, nhưng mà mẹ thích ăn chuối. Dạ mẹ ăn đi. Con rồi lấy cho con, lấy em hộp chuối đi chị. Nhiêu vậy chị? 2 chục. Dạ. Sao chục. Hai đứa không ăn chuối vậy ta? Không, hai chục. Đó, mẹ lấy mẹ mua ổ kia cũng ăn thử. Muối nào con? Kẹo tuổi thơ. Ok, kẹo tuổi thơ.
Ờ ok, thèm cái gì cứ nói nha. Thôi bỏ vô hộp cho em đi, chút em đợi quán mới ăn. Vừa đi vừa ăn bé không cho con, không cho em. Con đó là hồi xưa là mẹ la con, bây giờ là con la mẹ. Rồi cảm ơn Diêu. Rồi hai đứa đi đâu nữa? Cuối bán đồ Việt Nam rồi đó hai bà. Đâu kẹo tuổi thơ đâu. Trở lại cuộc xưa với bao kỷ niệm. Xe có dần xe con. Dạ. Dạ ốm hả? Cũng vậy chứ. Dạ có bán mà. Dạ. Đi nữa hai đứa con đi dữ lắm mẹ ơi. Đâu kẹo tuổi thơ dạ có anh. Kẹo tuổi thơ đâu? Ở dưới đây nè. Đâu dưới đâu? Đây thàn thàn thàn. Thàn 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 thàn. Thàn 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 thàn. Rồi xe từ 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 từ. Rồi kẹo tuổi thơ mua sao? Trước khi mua kẹo tuổi thơ mình phải hát. Thàn thàn thàn. Không phải, hát cái gì về tuổi thơ? Quay ngược thời gian chờ về với tuổi thơ. Lòng nhầm hoài mưa lắm lem bùng lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu. Con tim chạy theo lũ phan tình chiều. Tình chiều tình chiều xong chơi tháng ngày. Dù giờ câu ca em đâu nhí. Ăn gì vậy quên nữa. Mình ăn đi mẹ. Mình ăn nào này ha. Cái này bán sao vậy chú? 10.000 ba cái. Rồi lấy cho con ba cái này đi. Nè lấy gỗ lửa đi dễ thương quá hả. Rồi ai cầm đây nè. Là để 10.000 ba cái. Rồi nào nữa. Cháu mua cái vị táo luôn mày. Ờ, dâu thơm nho. Rồi con ăn nào nữa lựa đi, mẹ lấy, mẹ Phương lấy nè. Trứng cút không? Con ăn trứng cút không? Rồi trứng cút sao hả mẹ? Ba cái luôn hả chú? Ok chú. Rồi cái nào nữa? Mì tôm. Mì tôm luôn hả? Rồi mì tôm ba gói luôn. Rồi cái nào nữa? Cái này là kẹo. Kẹo đâu để mẹ đọc coi. Mary Christmas Wanahawa with you outside the sweet mud. Lấy gì vậy ăn? Đó 10.000 sau. Rồi lấy vậy đi ha. Rồi cái nào nữa? Cái nào nữa? Kẹo nào? Rồi kẹo kim yến. Cũng vậy luôn hả chú? Không, mình lấy màu xanh mẹ. À mẹ lấy, con lấy màu xanh. Rồi bé Miu lấy màu gì? Con lấy màu xanh. Con lấy màu xanh hay màu hồng? Xanh này, xanh này. À xanh này hả? Rồi xanh này có xanh này luôn. Mua thử này đi ha. Cái này sao? 7.000. Rồi con lấy màu nào? Màu xanh hay màu hồng? Rồi màu xanh với màu hồng luôn. Rồi gì nữa không? Rồi tính tiền cho con đi chú ơi. Rồi bây giờ không có tiền để hai đứa lại. Mẹ kỳ quá à. Nói mẹ cứ giao bán tụi con hoài nó đi. Mẹ cứ giao bán tụi con hoài. Nói nghe nè mẹ dắt con qua quán mẹ chờ. Không bây giờ nè bây giờ là mình hứa với nhau mình móc quéo luôn đi nè. Hello chị. Bây giờ mình quéo mình hứa móc quéo với nhau nè. Bây giờ nè tụi con còn nhỏ. Mẹ dẫn tụi con đi ăn rồi mẹ mốt mẹ lớn mẹ già rồi ai dẫn mẹ đi lại. Nhớ nhận nhiêu ra chú? 88.000 để cho con. Dạ cho con gửi 68.000 đây. Nè. Coi chừng gớt nha. Ăn thử cái này. Chia đi ha. Ơi cái này tao biết ăn nè. Ơi ăn thử này đi tao chưa bao giờ ăn cái này chưa. Ờ ăn đi đây mẹ cầm cho hai đứa cựu ăn đi. Đó đúng rồi, lấy cái muỗng. Trời cái muỗng bự quá ha. Lấy cái muỗng lên cho cô chú đi. Cô chú coi cái muỗng nè rồi. Rồi móc ra móc cái muỗng cho cô chú coi đi, cái muỗng bự quá trời luôn rồi. Trời ơi. Cái muỗng không lấy được. Lấy được không nè mẹ lấy cho. Mình mời mọi người ăn chưa? Rồi đó thấy không? Đúng rồi đó. Con nữa. Con lấy sao? Cái bụng lấy không được con ơi. Con đổ qua cái nắp con ăn đi. Rồi con cảm ơn chú. Mình sẽ mời mọi người ăn. Rồi về tuổi. Đổ qua cái nắp đi, hai đứa đổ qua cái nắp. Ừ chứ là cầm nước đó đúng rồi. Rồi bỏ vô họng. Sực phàn á. Cảm nghĩ nè, cảm giác sao? Review đi, cảm giác sao? Thấy cái hũ kẹo sao? Ok không? Ok. Giống hồi sau hồi đó ăn không? Dạ, cái này là giống hồi nhỏ ăn không? Giống như xà bông bột nè. Ôi trời ơi. Đồ ăn mà bà nói giống xà bông bột. Trời ơi bà nội thôi đi. Trời ơi hồi chủ quán đánh ba mẹ con mình lột bình mình luôn nè. Trời ơi cái hũ kẹo tuổi thơ mà bà nói giống xà bông bột. Trời ơi một chút nữa chủ quán nhồi bột ba mẹ con mình luôn. Đi vô đây ngồi ăn đi. Đi. Mình có mua đồ không ta? Mình vô đây mình ăn. Không, mình vô đây mình mượn bạn. Được không? Chủ quán ơi, cho mượn cái bàn cái. Lấy ghế cho ai? Để chú Lâm. Cho chú Lâm hả? Thôi chú Lâm đứng đi, chú Lâm khỏi ngồi hả? Chú Lâm
xong rồi không được đứng chú Lâm đi. Chú Lâm đi quay quay cực khổ đi mà bắt người ta đứng. Ý là kệ đi, mình ngồi kệ đi, camera mà cho chú Lâm đứng đi ha. Sao tụi con thấy được không? Không được. Làm gì kỳ lắm đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ mấy đứa ăn gì thôi, để mày ra mày mua cho. Ăn là sao? Đúng rồi, đồ ăn là sao, không được nói giống sợ không được. Chú chủ quán đánh ba mẹ con mình mềm mình. Rồi, tổng kết các món như sau. 4 ly dầu là 80 ngàn nha mọi người, quá đau quý luôn rồi. Đồ chơi của con nít 68 ngàn. Sushi Takasamaya Malaya Wahamaha 50 ngàn, được tặng thêm một con cá hồi. Rồi bây giờ dẹp đồ chơi nít ra, bây giờ mấy đứa ăn nào nè. Nãy mày kêu bánh chuối với lại gì vậy đó. Rồi bây giờ lộn này ra cho hai đứa ăn nha. Ở cái này ngon nhất cho nó kêu nó. Không biết hai con có thích qua nhà mẹ chơi không ta? Thích. Nhưng mà bây giờ mẹ không có nhà. Mẹ đi đâu? Ý là mẹ cũng ngủ ngoài đường á. Trời. Sao mẹ giàu mà mẹ ở ngoài đường? Mẹ giàu mà ở ngoài đường thì mẹ để dành đường, mẹ để giàu. Hôm nay mình sẽ mời mấy bạn ăn sushi. Mấy cô chú, chú xong rồi mới tới mấy bạn, hiểu không? Mình mời tất cả ông bà, cô chú với mấy bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, đưa bao đây mẹ. Rồi, nước chấm này hai con thích ăn chấm gì? Con thích ăn chấm nước. Đây, nước đây. Trời ơi, con gái ngồi kỳ vậy, bỏ chân xuống con. Trời ơi, con ngồi vậy hồi người ta đánh giá mẹ nè. Nói rồi sao mẹ hư thương mất nết quá vậy? Không biết dạy con mình chứ. Đúng rồi, sẽ đại đi anh. Ồ, ngon quá. Mẹ mua có một món rồi mà. Mẹ mua văn nghĩa rồi. Đúng rồi, mình vô bàn rồi mình phải kêu ủng hộ. Mấy cô chú chưa? Cô chú và ông bà với các bạn. Đó, chấm đi, chấm tương đi. Chú Lâm ăn chay. Chú Lâm ăn chay. Rồi mời cả nhà ăn nha, đây là chín cút nè mọi người ơi. Hôm nay được dịp rảnh gọi dẫn hai bé nhỏ đi ăn chợ Hoa Hồ Thị Kỷ nha. Thì trong clip có gì sơ sót hay là bé nói có gì sai đó thì mọi người bỏ qua cho hai bé nha mọi người nha. Đây là trứng cút. Mẹ ăn rất nhiều quá ta. Trứng cút chiên nha mọi người nha. Có bơ nè, tương đỏ nè, hột gà nè. Ở đây quay cho quay cho mọi người coi. Rất là ngon nha mọi người. Cái đó con ăn gì? Trứng cá hồi. Mình chỉ ăn cái trứng thôi mọi người. Ngon quá. Thiệt đó hả? Ủa ơi, đảo vậy trời. Ủa giờ ký sao? Cô đâu có biết chữ đâu. Để con ký cho mẹ. Trời ơi, cái này là hình như đi học tiếng Anh à. Để con ký cho mẹ. Ký đại nữa hả? Dạ. Ok con. Ồ, dễ thương quá vậy trời. Chủ phu phu, qua đi. Để cái bắt nhiếp này con. Cảm ơn hai con nha. Hai con ăn gì chưa? Chưa. Ăn gì không? Ăn gì không cô mua cho? Dễ thương quá vậy trời. Cái chuồng nít dễ thương quá ha con ha. Đang trên cổ rồi.